Xin chào các bạn, đây là đường Nam Cô nha, đường Nam Cô giống như đường Nam Cô nối dài á, bởi vì đường này chưa có tên đường này nha, mà lấy là thành ở đường Nam Cô luôn đây các bạn. Đây, hôm nay tôi lại đi các con đường Đà Nẵng để chia sẻ các bạn xem. Đây là đường Nam Cô. Tôi đi đúng đường này, tôi đi về Tí Loan nha các bạn. Tôi về Tí Loan. Tôi đi đúng đường này, tôi đi lên tới chả tới đường Hoàng Văn Thái. Tôi rẽ phải để đi trên con đường mà đi Bà Nà Hiu ấy. Tôi tới chỗ ngõ tư, tôi quật trái rồi về Tí Loan. Tới Tí Loan là nếu mà đi Hồng Thái mà tới Tí Loan là đi hai con đường các bạn ạ. Một con đường là đi đường tránh và một con đường là đi đường đường gom gom từ Hòa Sơn đi Tí Loan á. Tôi đi từ Hòa Sơn đi Tí Loan cũng đường đi đường gom đấy. Đi về Tí Loan lần đầu tiên tôi đi Tí Loan mà bạn có đường này cái các bạn nhé. Các bạn theo dõi. Con đường này nó chưa chỉnh trang lại, đường này đã hình thành lâu rồi nhưng mà đến ngày hôm nay là còn rất là sơ sài, chưa chỉnh trang lại. Các bạn thấy con đường rất là xấu, chạy chậm thôi chứ không thể chạy nhanh được. Tôi đi con đường này nhiều lần, vài ba lần rồi. Mỗi lần tôi đi con đường này là tôi về Phước Tường, nhưng mà lần này tôi đi con đường này tôi về Tí Loan. Tí Loan ở Hợp Phong nha, Hợp Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng. Tí Loan là xã Hợp Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chú ạ, cây mùa này có cây cây là bông vàng vàng.
Tây. Đây là đường Hoàng Văn Thái. Đây là đường Hoàng Văn Thái đây các bạn nè, đường đi Bà Nà Hiêu đây. Tôi đi ra lại đường này tới ngõ tư thứ nhất là bỏ nha, đến ngõ tư thứ hai tôi rẽ trái về tí luôn. Các bạn mà muốn đi Bà Nà Hiêu đi thẳng đường này, thẳng miết lên cuối đường là tới Bà Nà Hiêu. Đường rất đẹp các bạn nè, đường này là rất đẹp, có hoa hai bên đường bằng vàng. Đây ta ca mà giờ trừ vẫn tiếp tục lên Bà Nà, hiện tại là 3 giờ rồi. Đây khu du lịch Bà Nà Xứ Mơ, Bà Nà Hiêu. Đường phía trước các bạn thấy đẹp không? Đường đi Bà Nà Hiêu quá đẹp luôn. Rồi xe tưới nước đã chưa, xe chạy tưới nước hoa đẹp chưa, sướng chưa.
Thương đó chưa? Ngà tứ hàng lần. Một ngà tứ hàng lần nha mày. Thì đâu có ra hoa nở đâu. Mùa hè này mà hoa ra đẹp đi là chứng tỏ là một ngày nó tưới cho năm một lần. Bữa nay là công trình nè, công trình đang thi công nè. Công trình này là công trình gì á? À, công trình. Công trình đường cao tốc. Ê, đường đó là cái đường cát ngang vừa rồi đó là đường đường tránh đó, đường tránh Đà Nẵng đó. Đường tránh Đà Nẵng, con đường này là con đường gô nè các bạn nè. Ê, tôi sẽ rẽ trái ngay con đường này để đi tí luôn. Đây, Hòa Nhơn 3 km này, Hòa Sơn 3 km này. Còn đi thẳng này đi Bà Nà Hills 10 km. Đây, thấy chưa? Các bạn, đây. Đây, tôi quặt trái đường này. Tôi rẽ trái. Tôi đi Hòa Nhơn, đi luôn. Các bạn mà đi đi Bà Nà Hills là các bạn đi thẳng. Chẳng lên còn 10 km nữa. À, rồi. Tôi sẽ rẽ trái. Rẽ trái đi tí luôn. Tí luôn là không tí luôn. Mà xã là xã Hợp Phong. Huyện là Hòa Vang. Thành phố Đà Nẵng.
Mùa lúa đã gặt hết rồi, lúa đã gặt xong.
Rồi, tới Tí Loan rồi. Rồi, tới đây là tôi rẽ phải. Đây là đường Quảng Xương. Ê, đường Quảng Xương. Đường Quảng Xương thì rồi, phía trước là cái cầu Giang đấy. Trước là cầu Giang. Tôi sẽ rẽ trái xuống đường này. Đó, đường này đây. Đấy, xuống đường này tôi sẽ đi qua các cầu. Cầu đây là cầu Giang, cầu này cũng cầu gì đây không biết, qua cầu cũng nhỏ nhỏ chỗ này. Đây là thôn Phú Hòa các bạn ạ. Thôn Phú Hòa, xã Thành Nhơn. Để tôi rẽ phải. Thôn Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn. Phía trên là cầu Giang, là phía này, cầu này là cầu gì? Cầu Tí Loan. À, cầu này là cầu Tí Loan, cầu kia là cầu cầu Giang. À, đây là phải, không được đi bên kia, đi ngược đường là đường này. Trạm y tế xã Hợp Phong. Đường đẹp chưa, đường thông rất đẹp luôn. Thông Phú Hòa 2 này. Đường rất đẹp các bạn, cống lầm giữa. Ở đây là ra chợ Tí Loan, là đây là chợ Tí Loan nè. À, chợ Tí Loan. Lâm bắt đầu chờ 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 Tí Loan bắt chuẩn bị bán bán chợ đêm mà. Chuẩn bị bán chợ đêm. Chợ Tí Loan đấy, phố đêm, phố đêm Tí Loan. Rồi tôi vào lại các bạn này. Đây, trên đây cũng có cái cầu nhỏ nhỏ gọi là cầu Tí Loan luôn. Đường này là đường Tí Loan 1.
Rồi, thứ ra đường này là các bạn, đường này là đường khác nha. Đường nãy là đường khác và đường này đường khác nha. Hôn văn hóa bồ bản một chùa Hưng Quang. Chùa Hưng Quang chuẩn bị ngày lễ Phật đản này nha, anh treo cờ rất là nhiều. Rồi tôi qua cầu là cầu Tí Loan, là à, nãy là tôi đi bên kia, giờ tôi đi qua bên này. Này có cái nhà thờ. Nhà thờ. Video của tôi đến đây kết thúc các bạn nè. À, các bạn video sau. Thôi, xin chào. Xin chào các bạn.